Đối với các nhiếp ảnh gia điện thoại thì gimbal là một thứ chắc chắn không thể thiếu được. Nếu bạn là một người mới làm content hay là làm media và cần đầu tư một chiếc gimbal điện thoại nhưng mà lại chưa biết chọn cái nào trong rất là nhiều sản phẩm của nhiều hãng thì hôm nay mình sẽ mang đến hai ứng cử viên, đó là Ultra Smart X Pro và DJI Osmo Mobile 6. Smart X Pro là chiếc gimbal giá rẻ nhưng lại nhận được nhiều sự quan tâm ở gần đây. Còn DJI Osmo Mobile 6 là một chiếc gimbal mới nhất, xịn nhất từ nhà DJI. Vậy thì hãy cùng xem đâu là chiếc gimbal dành cho bạn nhé. Đầu tiên nói về cái điều gây đắn đo nhất là về giá đi. Thì hai chiếc gimbal này có giá khá là chênh lệch. Ultra Smart X Pro thì có giá rẻ hơn, chỉ có khoảng hơn 1 triệu. Còn Mobile 6 thì sẽ có giá khoảng tầm 3 triệu. Phần thiết kế của Smart X Pro và Mobile 6 theo mình thì đều rất ổn, chắc chắn và không hề op ep. Đều có thể tháo rời chân tripod để tạo thêm không gian khi mà chúng ta cất vào túi. Đặt cạnh nhau so sánh tổng thể thì trông chiếc DJI Osmo Mobile 6 có vẻ nhỏ gọn và sang hơn. Các nút bấm của Osmo Mobile 6 cũng được thiết kế nhỏ và tinh tế hơn so với Smart X Pro. Cảm giác thao tác trên cả hai chiếc gimbal này sẽ hơi khác nhau một chút nhưng đều rất chắc chắn nên bạn sẽ không cần lo lắng gì về chất lượng build của chúng. Điểm khác nhau là Ultra Smart X Pro có tích hợp đèn trợ sáng trong những trường hợp cần quay tối, còn DJI Osmo Mobile 6 thì có thể kéo dài ra thành một cái gậy selfie. Bạn sẽ có nhiều góc quay hơn và cái mount điện thoại này cũng có thể tháo rời giúp chúng ta dễ dàng lắp điện thoại vào hơn. Về thông số kỹ thuật của hai chiếc gimbal này thì bạn sẽ cần chú ý tới hai chiếc gimbal này có tải trọng hơi chênh lệch một chút. Cụ thể thì DJI Osmo Mobile 6 có tải trọng tối đa là 290g, trong khi Smart X Pro có tải trọng tối đa thấp hơn là khoảng 250g. Nhưng 250g hiện tại thì mình nghĩ cũng quá đủ rồi, có thể cân được cả iPhone 14 Pro Max. Đối với chiếc Mobile 6 này thì về thời lượng pin cùng với là cái thời gian hoạt động thì nó sẽ có thể hoạt động trong vòng 6 tiếng. Còn Ultra Smart X Pro chiếm ưu thế hơn khi có thể hoạt động lên tới 8 tiếng. Ngoài ra, gimbal này còn sử dụng pin rời. Bạn có thể sạc trực tiếp hoặc là cũng có thể mua thêm một vài cục pin dự trữ rất phù hợp cho những ngày đi quay dài. Nhắc đến việc đi quay dài phải cầm máy lâu thì cái trọng lượng cũng có thể trở thành vấn đề. Nhưng mà thật ra thì cái trọng lượng của cả hai cái gimbal này đều không có quá nhiều chênh lệch. Cái Smart X Pro này thì sẽ nhẹ hơn một chút với khoảng 310g so với 330g của Osmo Mobile 6. Trong sử dụng thực tế thì ứng dụng Altran sẽ thân thiện hơn với tất cả mọi người vì nó có trang bị tiếng Việt. Và tất nhiên cả Altran và DJI Mimo đều có hỗ trợ tracking thông minh, có thể điều khiển bằng cử chỉ và cũng có trang bị một số tính năng quay khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì phần tracking của Altran sẽ không được nhạy lắm, còn app DJI Mimo thì được hoàn thiện rất tốt. Khả năng tracking 5.0 cũng rất ấn tượng. Nếu đối tượng ra khỏi khung hình rồi vào lại thì tính năng tracking có thể tự động nhận diện và tiếp tục follow. Với hai mức giá khá là chênh lệch thì hãy cùng xem khả năng chống rung của Ultra Smart X Pro cùng DJI Osmo Mobile 6 khi mà đi bộ cũng như là khi chạy có khác nhau nhiều không nhé. Vậy vừa rồi là so sánh chiếc Ultra Smart X Pro, một chiếc gimbal giá rẻ hot nhất hiện nay, cùng với DJI Osmo Mobile 6 là chiếc gimbal mới nhất, xịn nhất từ nhà DJI. Vậy thì đâu sẽ là chiếc gimbal dành cho bạn? Hãy để lại comment nhé. Và hãy đừng quên để lại một like và subscribe cho Tokyo Camera. Xin chào và hẹn gặp lại.